thôi, còn trong thực tế thì người ta thực hiện như thế nào trong vấn đề là đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thì thật ra thì để mà một cái tổ chức đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường đang phục vụ, chẳng hạn như là khi mà mô hình thị trường chúng ta thấy, chúng ta biết được rằng là để một cái tổ chức đáp ứng yêu cầu của thị trường đang phục vụ thì chúng ta cần lưu ý đến cái đo lường và cải thiện khả năng của mình trong bốn cái lĩnh vực hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì thực ra thì người ta sẽ đo lường đó dựa trên bốn cái lĩnh vực mà ở chương 2, chương 3 mình đã giới thiệu cho các em rồi. Đó là liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch thì người ta sẽ tiến hành như thế nào, đo lường như thế nào, rồi vấn đề là cung ứng hay thu mua thì người ta sẽ tiến hành đo lường như thế nào, rồi sản xuất và phân phối. Để mà đo lường như vậy thì hiện nay người ta đang sử dụng bốn cái lĩnh vực hoạt động của chuỗi cung ứng, thì người ta đang sử dụng có rất là nhiều cái mô hình để mà có thể đo lường được bốn cái hoạt động này. Nhưng mà một trong những cái mô hình mà tôi kết hợp ở chương 2, chương 3 luôn, khi mà tôi giới thiệu cho các em, nó liên quan tới cái mô hình SCORE, là một cái mô hình mà người ta hiện nay áp dụng trong vấn đề là gì, đo lường chuỗi cung ứng. Thì cái mô hình SCORE này nó là cái mô hình, hôm nay chúng ta có thể hiểu ra gì, mô hình SCORE là một cái mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng. SCORE là viết tắt bởi cái cụm từ là Supply Chain Operation Reference. Thì mô hình này nó định ra các cái ứng dụng tốt nhất. Thực ra thì hiện nay trong vấn đề là đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng thì đa số các cái doanh nghiệp người ta đều sử dụng cái mô hình này. Mặc dù ngoài cái mô hình này thì còn rất là nhiều các mô hình khác để người ta có thể đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng, nhưng mình nói rồi có rất là nhiều, nhưng mà để mà chúng ta dễ hiểu thì tôi chỉ sẽ sử dụng một cái mô hình SCORE này mà thôi. Nó phổ biến thì tôi hướng dẫn cho các em. Thì cái mô hình SCORE này nó định ra các cái ứng dụng tốt nhất. Người ta thấy rằng là gì, nó định ra các cái ứng dụng tốt nhất, các cái thước đo hiệu quả hoạt động và yêu cầu chức năng của các cái phần mềm cho từng quy trình cốt lõi, quy trình con và các cái hoạt động của chuỗi cung ứng, và nó được coi như là một cái công cụ quản lý được sử dụng để giải quyết, cải tiến, truyền thông các cái quyết định quản trị chuỗi cung ứng trong một cái công ty và với các cái nhà cung cấp và khách hàng của một công ty. Thì hiện đó lý do tại sao mà hiện nay cái mô hình SCORE này thì các cái tập đoàn lớn chẳng hạn như là Coca-Cola hay Vinamilk trong vấn đề là thực hiện chuỗi cung ứng thì chúng ta sẽ người ta hay sử dụng mô hình SCORE này. Và trong vấn đề thuyết, trong vấn đề bài tiểu luận thì chẳng hạn như là khi mà chúng ta trình bày về một cái tập đoàn nào đó, tôi lấy ví dụ Vinamilk, thì hiện nay Vinamilk thì người ta cũng đang áp dụng mô hình SCORE để mà gì đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, thì chúng ta cũng phải mô tả được cho tôi như thế nào. Rồi về cái phương thức hoạt động và cấu trúc của mô hình SCORE thì nôm na các em có thể hiểu rằng là gì, mô hình SCORE thì nó hoạt động nhờ vào việc sử dụng mô hình thống kê, nó so sánh các cái kết quả đánh giá của cuộc kiểm tra với các cái tỷ lệ tài chính của năm trước đó. Thông thường thì người ta nó sẽ so sánh các cái kết quả đánh giá của cuộc kiểm tra với các cái tỷ lệ tài chính của năm trước đó, và SCORE nó sẽ xác định tỷ lệ tài chính nào gần với kết quả đánh giá kiểm tra và sử dụng mối quan hệ đó để dự báo các cái tỷ lệ tương lai. Và bằng cách xác định tỷ lệ nào là có mối liên hệ đối với kết quả đánh giá kiểm tra thì phương pháp SCORE nó sẽ cố gắng nhận diện tỷ lệ nào mà người kiểm tra xem là có ý nghĩa nhất, và vì thế thì có thể được giải thích như một cái nỗ lực để mà hiểu được ý định của kiểm tra viên. Thì có nghĩa là người ta sử dụng cái mô hình này, người ta nó hoạt động như thế nào, nó dựa vào cái việc sử dụng cái mô hình thống kê. Rồi SCORE thì nó sử dụng tiến trình phân tích theo mô hình bậc thang. Thằng này nó có một cái khái niệm, khi mà chúng ta nhìn vào cái sơ đồ ở trên slide này thì nó có khái niệm là gì, nó sử dụng tiến trình phân tích theo mô hình bậc thang để loại trừ các cái tỷ lệ mà mối quan hệ của nó với đánh giá xếp loại của kiểm tra viên không nhất quán, có nghĩa là gì, các cái tỷ lệ này không có ý nghĩa quan trọng về thống kê. Tóm lại thì các cái tiến trình bậc thang loại bỏ từng bước các cái biến tương quan. Mô hình này được phát triển với độ dốc thấp nhằm tránh các cái vấn đề khai thác dữ liệu quá mức. Thì thực ra thì cái này nó liên quan đến vấn đề là phân tích nghiên cứu mà thôi. Thì ở đây thì tôi giảng để cho các em hiểu thôi. Còn nếu mà trong thực tế thì
chúng ta có thể áp dụng cái mô hình này, và nó khá là phức tạp khi mà triển khai. Vấn đề này thì nó xuất hiện do người ta có thể tìm thấy một cái sự trùng khớp ngẫu nhiên nào đó có ý nghĩa thống kê nếu mà người đó được xem đầy đủ các cái dữ liệu. Thì để lựa chọn những cái biến như vậy cần phải sử dụng các cái đánh giá am tường, các cái đặc tính nguyên thủy của score được chọn sau khi xem xét tài liệu về các cái thất bại của ngân hàng và thảo luận với các nhân viên kiểm tra ngân hàng. Thì đây là cái nôm na chúng ta hiểu sơ thôi. Tại vì vẫn dạo dùng cái này thì rất là khó. Khi mà chẳng hạn như là khi mà thực hành thì tôi cũng phân tích dựa trên score, nhưng mà khá là đơn giản cho các em có một cái khái niệm cơ bản mà thôi. Nếu mà bạn nào có đam mê về chuỗi cung ứng thì chúng ta có thể tìm hiểu sau. Về các cái thang đo trong mô hình score này thì người ta chia làm 3 thang đo. Thang đo số cấp 1, thang đo cấp 2 và thang đo cấp 3. Thực ra thì nó có 4 thang đo, nhưng mà hiện nay 3 thang đo này người ta sử dụng phổ biến nhất. Đó là mô hình score cấp 1, mô hình score cấp 2 và mô hình score cấp 3. Thì cái mô hình score cấp ở chương 2, chương 3 thì tôi có giới thiệu cho các em về 4 hoạt động trong chuỗi cung ứng theo mô hình score. Đó là gì? Hoạch định, thu mua, sản xuất và phân phối, thì nó đang ở cái mức độ gọi là gì, mô hình score, không phải ở cấp độ 1 mà ở cấp độ 2. Thì ở cái cấp độ 1 này thì mình giới thiệu sơ thôi. Thì ở cấp độ 1 này thì công ty cần xác định rõ sự phù hợp của các cái quy trình kinh doanh với cấu trúc kinh doanh, chẳng hạn như là các đơn vị kinh doanh, các vùng v.v. và với các cái đối tác chuỗi cung ứng, từ đó tinh chỉnh các cái mục tiêu chiến lược của chuỗi cung ứng, những cái ưu tiên kinh doanh mà chuỗi cung ứng phải hỗ trợ đắc lực. Và cấp độ 1 này thì nó tập trung vào 5 quy trình chuỗi cung ứng chính. Thứ nhất là hoạch định mua hàng, sản xuất và phân phối. Thì nôm na thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Còn ở thang đo cấp độ 2, hay còn gọi là mô hình score cấp độ 2, thì cấp độ 2 này thì công ty cần tinh chỉnh lựa chọn về các cái quy trình chuỗi cung ứng của mình và xác định làm thế nào để quy trình tương thích với hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật, chẳng hạn như là bao gồm nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị ở các cái địa điểm và hệ thống công nghệ thông tin. Cấp độ 2 thì hay còn gọi là cấp độ cấu hình, thì nó hỗ trợ phát triển và đánh giá các cái lựa chọn cấp độ cao cho cấu trúc quy trình chuỗi cung ứng bằng việc lựa chọn cho việc hoạch định mua hàng, sản xuất, phân phối. Đó là do tại sao mà khi mà ở cái chương 2, chương 3 thì tôi hướng dẫn cho các em cái hoạt động, 4 cái hoạt động chính của mô hình score với cấp độ 2. Tuy nhiên thì khi mà đánh giá cái hiệu quả chuỗi cung ứng thì người ta hay sử dụng cái cấp độ 2 và cấp độ 3 để người ta đánh giá. Thì mô hình cấp độ 3 thì nôm na chúng ta có thể hiểu là gì, là cấp yếu tố quá trình, nghĩa là thêm chi tiết hoạt động cho score cấp độ 2. Score cấp 3 thì thường bao gồm những thông lệ kinh doanh cụ thể, các cái thước đo đính kèm và hướng dẫn về các cái thông tin cần thiết để hỗ trợ quá trình. Áp dụng những nguyên tắc tinh gọn cơ bản, bao gồm việc giảm quá trình và tính phức tạp của hệ thống thông tin, những cái lỗ hổng hệ thống, rồi thiếu dữ liệu, sự liên kết không hiệu quả, tạo sự liên kết tốt hơn giữa nhu cầu của khách hàng cuối cùng và việc sản xuất cuối cùng, nó giảm thời gian chờ đợi hàng tồn kho đi kèm và thời gian xử lý của khách hàng. Thì đó là cấp độ 2. Thì liên quan tới cái vấn đề là đo lường, mình nói rồi, các cái hoạt động thực hiện chuỗi cung ứng người ta sử dụng cái mô hình score để mà người ta đo lường, thì người ta sử dụng cái thang đo cấp độ 2 và thang đo cấp độ 2 và cấp độ 3 để người ta đo lường. Thì cái cấp độ 2 và cấp độ 3 thì chúng ta có thể coi đây, chẳng hạn như là hoạt động chuỗi cung ứng theo mô hình score thì gồm có 4 cái hoạt động, đúng không ạ? Thứ nhất là gì, lập kế hoạch hay còn gọi là hoạch định, cái thứ hai liên quan đến vấn đề là cung cấp, cái thứ ba liên quan đến vấn đề là phân phối. Thì chúng ta thấy rằng là gì, cấp độ 2, cấp độ 2 thì nó có các cái chỉ số đánh giá hiệu quả của cấp độ 2, chẳng hạn như là ở cái bảng này chúng ta có thể thấy rằng là gì, liên quan tới vấn đề là kế hoạch, đúng không ạ? Thì nó liên quan chẳng hạn như là hoạch định ở cấp độ 2 thì nó có các cái chỉ số đánh giá hiệu quả của cái hoạt động hoạch định, đó là gì, chi phí hoạch định này, phí tài chính này, số ngày cung cấp vật liệu này. Tương tự ở cấp độ 2 thì chúng ta thấy rằng là liên quan đến vấn đề là hoạt động cung ứng hay còn gọi là thu mua, thì các cái chỉ số để đánh giá hiệu quả liên quan đến các hoạt động cung ứng này trong chuỗi cung ứng thì nó gồm có là gì, phí thu mua nguyên vật liệu này, vòng quay nguồn này, rồi số ngày cung ứng nguyên vật liệu này. Thì
Rồi liên quan đến vấn đề sản xuất đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề sản xuất ở cấp độ 2, thì chúng ta thấy rằng là các cái chỉ số để đánh giá hiệu quả thì có thể là gì? Số sản phẩm khuyết tật này, chu kỳ sản xuất sản phẩm này, chất lượng sản phẩm ra sao, liên quan đến vấn đề là phân phối đúng không ạ? Ở cấp độ 2 thì chúng ta có các cái chỉ số để đánh giá hiệu quả, gồm có chẳng hạn như là tỷ lệ hoàn thành này, chi phí quản lý đơn hàng này, thời gian xử lý đơn hàng. Thì chúng ta có thể thấy rằng là gì, ở cái chương 1, chương 2 và chương 3, và cái trong các buổi thực hành tiếp theo thì chúng ta cũng sử dụng các cái cấp độ 2 này để chúng ta thực hành. Còn vấn đề là ở cái mức chẳng hạn như là cấp độ 3, thì chẳng hạn liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch, thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì, những dữ liệu này được coi là chi tiết hơn, hệ thống nó sẽ phỏng đoán, được sử dụng để phân tích cái độ phức tạp. Trong cấp độ 3 thì nó sẽ phân tích liên quan đến ba vấn đề, chẳng hạn như là mức độ phức tạp này, rồi liên quan đến vấn đề là cấu hình đúng không ạ, đo lường cái cấu hình của chuỗi cung ứng, và đồng thời thì nó đo lường cái thực tiễn. Thì trong quy trình hoạt định thì chúng ta thấy rằng là độ phức tạp được đo lường dựa theo cái đây đo lường này, chúng ta thấy là người ta sẽ đo lường dựa theo cái tần suất và tỷ lệ thay đổi đơn hàng, rồi số đơn vị, chẳng hạn như SKU nôm na chúng ta gọi là gì, mã hàng hóa được lưu trữ chẳng hạn, rồi liên quan đến vấn đề là khối lượng hàng hóa và chi phí lưu trữ tồn kho, và thước đo hiệu quả, thước đo hiệu quả loại hình nôm na là đo lường cấu hình ở cấp độ 3 liên quan tới các hoạt động kế hoạch. Thì chúng ta thấy thì người ta sẽ gồm có các bước chẳng hạn như là theo dõi những cái chi tiêu như dung lượng sản phẩm theo kênh, số kênh phân phối và cái số địa điểm trong chuỗi cung ứng. Và cái thứ ba ở cấp độ 3 này liên quan đến hoạt động kế hoạch thì nó sẽ gì, đo lường thực tiễn. Thì để đánh giá thực tiễn quản lý trong quy trình hoạt định, hay là còn gọi là trong hoạt động lập kế hoạch, thì chúng ta phải sử dụng các cái dữ liệu liên quan đến vấn đề thời gian của chu kỳ hoạt định này, rồi cái độ chính xác của dự báo và số lượng hàng lưu kho lỗi thời vân vân. Thì đó là liên quan đến cấp độ 3. Cũng tương tự như vậy thì ở cái hoạt động cung ứng, thì chúng ta thấy ở cấp độ 3 thì những cái dữ liệu mô hình co đòi hỏi thu thập bao gồm những dữ liệu liên quan đến quy trình tạo ra nguồn hàng như là số lượng đúng không ạ, đo lường về mức độ linh hoạt thì người ta sẽ xác định liên quan đến cái gì, số lượng nhà cung cấp này, rồi cái tỷ lệ đơn đặt hàng ở xa này, nguyên liệu được mua phân theo khu vực địa lý này, và ở vấn đề là liên quan đến vấn đề là đo lường thực tiễn thì người ta có thể sự đo lường liên quan đến cái năng lực giao hàng của nhà cung cấp này, thời gian thanh toán này, tỷ lệ hàng hóa được mua trong khoảng thời gian liên quan này. Và tương tự như vậy thì ở cái hoạt động sản xuất, trong hoạt động chuỗi cung ứng thì ở đối với cấp độ 3 thì là cấp độ chuyên sâu hơn, thì liên quan tới cái đo lường mức độ linh hoạt thì người ta sẽ chẳng hạn người ta sẽ đo lường liên quan đến vấn đề số SKU nôm na là cái mã hàng hóa, rồi cái khả năng gia tăng sản lượng một cách linh hoạt, và người ta có thể gì, các cái bước quy trình sản xuất theo cái địa điểm của lý, chẳng hạn như là đo lường cấu hình đó, thì và việc tối đa hóa các cái công suất đó. Còn liên quan đến vấn đề là cái thước đo hiệu quả quản lý thực tiễn ở trong cái hoạt động sản xuất thì người ta có thể đo lường liên quan đến vấn đề là gì, phần trăm gia tăng giá trị này, người ta có thể đo lường tỷ lệ thực hiện đơn hàng, rồi tỷ lệ thay đổi đơn hàng chế tạo do các cái vấn đề nội bộ và công tác lưu kho. Còn đối với phân phối thì ở cấp độ 3 thì cái công cụ đo lường sự phức tạp của quy trình này thì bao gồm đó là gì, chúng ta có thể coi cái bảng này chẳng hạn như là số đơn hàng theo kênh, số dòng sản phẩm và những cái chuyến hàng theo kênh cùng phần trăm những dòng sản phẩm bị trả về. Còn thước đo hiệu quả của cấu hình đó thì gồm có các cái địa điểm đúng không ạ, gồm có các cái địa điểm giao hàng theo khu vực địa lý này và số kênh phân phối. Và cái thước đo thực tiễn thì chúng ta kiểm soát những cái thông số như là thời gian giao hàng công bố này, tỷ lệ hóa đơn bị sai sót và phương pháp nhập liệu đơn hàng. Thì ở đây thì mình mô tả sơ cho các em là chúng ta áp dụng cái mô hình score ở cấp độ 2 và cấp độ 3 để chúng ta đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng như thế nào. Thì nôm na thì còn cái phần thứ tư mà
chúng ta có thể đọc chẳng hạn liên quan đến vấn đề thu thập và trình bày dữ liệu trong hoạt động chuỗi cung ứng, thì chúng ta có thể đọc thêm ở trong sách. Chúng ta có thể liên quan đến cái chương này thì chúng ta có thể hiểu được rằng liên quan đến vấn đề là đánh giá đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, thì hiện nay người ta đang sử dụng cái mô hình tương quan khoảng thị trường và chuỗi cung ứng. Trong mô hình tương quan thị trường và chuỗi cung ứng này thì nó có các cái hệ thống đo lường liên quan tới các tùy theo ứng với mỗi thị trường thì người ta sẽ sử dụng các cái hệ thống đo lường khác nhau. Trong đó có bốn hệ thống đo lường là gì? Mức phục vụ khách hàng này, hiệu quả nội bộ, nhu cầu linh hoạt và phát triển sản phẩm. Và trong thực tế thì để có thể thực hiện được cái đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng dựa trên cái mô hình đơn giản về tương quan thị trường và chuỗi cung ứng thì người ta đang sử dụng một cái mô hình gọi là mô hình SCORE. Trong mô hình SCORE này thì nó có 3 thang đo cấp độ 1 và thang đo cấp độ 2, thang đo cấp độ 3. Trong đó thì hiện nay thì người ta để mà đo lường các hoạt động hiệu quả của chuỗi cung ứng, người ta sử dụng hai cái thang cấp ba, cấp score cấp độ 2 và cấp độ 3. Thì khi mà thực hành á thì cái đây chúng ta đọc để có những cái kiến thức cơ bản, khi thực hành thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cụ thể hơn để chúng ta dễ hiểu hơn trong cái vấn đề là bốn cái chức năng chính của quản lý chuỗi cung ứng cũng như là cái cách mà áp dụng cái score để mà chúng ta đánh giá cái hiệu quả của chuỗi cung ứng liên quan đến bốn cái hoạt động. Rồi chúng ta có thắc mắc gì không? Các bạn có câu hỏi gì không?